cảm sâu sinh, bởi vì anh bình thường là chỉ có ở phim trường, chỉ có những cái vai diễn thì mới làm cho Lan có sức sống. Cho nên rằng là khi mà quay trở lại phim trường với thời gian ở tuổi quá lớn như vậy thì nó rất là nguy hiểm, và đặc biệt là cái ngày đầu tiên của Lan trở lại phim trường, Lan quay ngay đúng cái cảnh rằng là mình bị chồng mình ở dưới nước, bị nhốt vào trong cái rọ và bị dìm xuống dưới nước, thì nên là cái cảnh đó nó nguy hiểm lắm, nó vừa nguy hiểm đến tính mạng ở ngay thời điểm hiện tại mà nó còn nguy hiểm cảm thấy là bộ phim đấy đã thực sự chạm đến tay những khán giả.
lễ trao giải gương mặt điện ảnh